đâu rồi trúng trùng nhậm con bả phải không đâu con bả đi bây giờ bây giờ cho Khánh Hòa ngày 16 số bông bả hả bông bả nè hơi bông bả nè 034 hơi bông bả trúng hơi con nè xô không đuôi phải không hôm qua cũng chung hồi xóa nè con em nó tới Khánh Hòa bữa thằng em mà máu số này chung hơi tờ mà một tờ bị rách chỗ đây này, chung một tờ mấy mà đây qua đẹp bị con sâu trúng được số đuôi đây số đây số đâu số đâu này số đuôi số đuôi số đuôi số đào là con 56 này đưa cái dạy số trúng số đào đưa cho mấy em câu à để máu số chung số máu chung cho người ta này mày xong chung mà để đi trong coi giấu mấy cái mua không biết đâu anh mua mấy tờ hai tờ hả cái đó coi thì nó có trúng ăn ủi không thì được cái đây ba bốn bả ba bốn cái đây đủ trúng con không ba luôn nghe không ba có không có con không bướm này nếu nó đổ nè không ba bốn bả luôn mà trúng năm con luôn cái bộ quá số ba có luôn này bùi xí số ba đây nằm có thế đây là ngay đây đúng rồi nè trúng nam con lượt luôn cái bộ số ba nằm số bốn là trúng rồi chứ mà nó đổ chứ để ta trúng này là trúng mà ví dụ như con trúng mã đây nè mà nó nằm chỗ đây mới trúng này xém vô đặc biệt á ông xém vô vô ăn ủi 50 triệu ông gặn đây trúng 50 triệu tại này chúng nằm con luôn có mang nha rồi giao ra cái số trúng nha cho ông coi hồi số máu máu trúng con số máu này đắt lét này đó trúng cái đầu trúng cái đầu để em biết chân để sau này em biết à tóm không tóm mà mới na vui lạ vui lãnh nè sao máu đó thấy không này sao máu xuống nè nó lưu đằng xuống sao máu này thấy không đó sao máu hơi con số đây là trúng cái đào là cái trúng tự tranh nó đưa xuống đến sau ngược tới biết không đó sao máu lại đó sao ngược tới cái đây thấu tâm tóm luôn cô đi làm công ty mà đi xe qua luôn à xong đi công ty chở nè không bỏ xe thì mé xe nó chở chọn ăn ấy bữa nó biết chừng nha kỹ rồi đó cứ sao chọn tới hơn số đào thì trúng trăm cứ ba con số bé đầu giữa bả thì hơi trăm cứ tới gì đó ngang sao chọn tới ngang